Trải qua hơn 2.000 năm, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy nguồn năng lượng, từ bi, trí tuệ nhằm xây dựng Phật giáo hưng thịnh và góp phần phát triển quê hương văn minh giàu đẹp. Xuân về hoa nở trên đất tâm, trăng sáng năm xưa tỏ hơn rằm, vườn hoa đạo lý hương ngào ngạt, mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương. Bốn câu thơ trên được Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề tặng trong dịp Tết Xuân về, gửi đến toàn thể tăng ni trên khắp cả nước chào đón mùa xuân thanh bình, mùa xuân di lạc. Hòa theo tinh thần an vui trí tuệ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động Phật sự thiết thực, đưa chân lý sáng ngời của Đức Từ Phụ vào cuộc sống trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm ích đạo đẹp đời. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự đã thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát lời kêu gọi, vận động các tự viện trên toàn tỉnh, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương chăm lo Tết cho người dân nghèo, làm sao để người dân cùng chung hưởng một cái Tết an lành và ấm áp. Nắm bắt được chủ trương và bằng tấm lòng từ bi vô lượng của người con Phật, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động và đồng hành cùng quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, các Phật tử chăm lo Tết cho người nghèo tại tỉnh Kiên Giang, nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng như thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần vào việc an sinh xã hội. Đây là một trong những công tác hoạt động nổi bật so với các ban ngành trực thuộc Phật giáo tỉnh đã có những đóng góp tích cực cụ thể trong hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nhiều công trình từ thiện, phúc lợi xã hội khác, vân vân. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Trị sự Trung ương và cơ quan hữu quan chính quyền các cấp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố đã tích cực hoạt động công tác từ thiện xã hội nhân đạo trong năm 2018 là gần 90 tỷ đồng. Nhằm hưởng ứng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vê Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chư Tôn Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện cuộc vận động Phật giáo Kiên Giang cùng người nghèo mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã ký kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người nghèo vùng sâu vùng xa hưởng Tết đầm ấm. Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước và các tự viện trong toàn tỉnh ủng hộ tịnh tài tịnh vật cho công tác từ thiện với tổng giá trị của cuộc vận động Phật giáo Kiên Giang cùng người nghèo mừng xuân Kỷ Hợi gần 8 tỷ đồng, được quy ra gần 23.000 phần quà trao tặng cho bà con trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Ngoài ra, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang còn tham gia đóng góp nhiều công tác từ thiện xã hội dằm dịp Tết Nguyên Đán như tặng 12 căn nhà an cư lạc nghiệp, hoàn thành 6 cầu bê tông đường nông thôn và các từ thiện phúc lợi khác. Phật giáo Kiên Giang chăm lo Tết, đồng thời từng bước giúp người dân xóa đói giảm nghèo, có nhà mới, có cầu đường tiện ích, trẻ em được tới trường, người lao động lại được giới thiệu công việc phù hợp. Một trong những thành công lớn về công tác từ thiện và an sinh xã hội là nhờ Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã đi tiên phong trong việc phát triển truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp. Mọi thông tin về Phật sự, từ thiện được ekip truyền hình Phật sự Online TV truyền tải cập nhật kịp thời và đầy đủ nhất. Năm cũ đã qua, một mùa xuân mới đang về trên mọi miền quê hương. Dưới sự lãnh đạo và tâm huyết của quý chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni nên các công tác từ thiện đã đem lại niềm tin yêu cho người dân để Phật giáo Kiên Giang sáng mãi trong tình đạo, nghĩa đời.